Năm mới Tân Sửu đã đến, cùng với đó là những nỗi lo về dịch Covid-19 một lần nữa gây ảnh hưởng đến cuộc sống chung và bóng đá Việt Nam. V-League 2021 đã phải tạm dừng lại sau 2 lượt trận tại vòng 3 và chưa thể hẹn ngày trở lại. Các giải đấu bóng đá Việt Nam bị tạm hoãn, những nhà tổ chức lại phải đau đầu với bài toán bố trí lịch thi đấu khi tình hình cho phép. Khác với năm 2020, các đội tuyển quốc gia sẽ tham dự các giải quốc tế trở lại trong năm nay, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian để hoàn thành các giải đấu sẽ bị thu hẹp hơn rất nhiều. Thực tế, chính bản thân đại diện của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã thừa nhận về sự khó khăn trong việc sắp xếp tổ chức các giải đấu cho năm 2021. Khó khăn lớn nhất là quỹ thời gian thi đấu của năm 2021. Một số giải đấu bị hoãn ở năm 2020 sẽ chuyển sang năm 2021 như AFF Cup, trong khi một số giải đấu mới như SEA Games, vòng loại U23 châu Á cũng diễn ra. Chúng tôi xây dựng kế hoạch thi đấu căn cứ vào kế hoạch của đội tuyển quốc gia và các giải đấu quốc tế có câu lạc bộ Việt Nam tham gia. 69 và 51 ngày là quãng thời gian bóng đá Việt Nam phải tạm dừng khi dịch bệnh Covid-19 hai lần bùng phát ở mùa giải năm ngoái. Nếu áp dụng khoảng thời gian tạm hoãn khoảng 2 tháng như những gì chúng ta đã chứng kiến, thì V-League 2021 sẽ trở lại vào đầu tháng 4. Theo lịch thi đấu ban đầu của ban tổ chức, nếu giải đấu quay lại vào quãng thời gian trên, thì V-League 2021 sẽ bị chậm lại 5 vòng so với dự kiến ban đầu. Mới đây, với việc AFC thông qua việc tổ chức tất cả các trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 ở một quốc gia trung lập, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với việc phải cách ly tối thiểu 10 ngày nếu nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia chủ nhà nào. Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch tập trung đội tuyển phải được đẩy sớm hơn để có thời gian cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo giữ phong độ khi phải cách ly. Nhiều khả năng các trận đấu tại V-League tổ chức trong tháng 5 cũng sẽ bị hoãn lại, đồng nghĩa với việc ban tổ chức V-League sẽ phải đối diện với việc tìm cách sắp xếp để tổ chức đá bù lại 7 vòng đấu. Tất nhiên, đây là những tính toán ước chừng dựa trên những gì xảy ra tại năm ngoái cũng như tính toán dựa trên tình hình thực tế. Nhưng điều đó đủ cho thấy việc đưa V-League 2021 hạ cánh an toàn là không hề đơn giản. Theo dự kiến ban đầu, giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 9. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 31 tại sân nhà bắt đầu kể từ ngày 23 tháng 10. Nên có thể nói, lịch thi đấu ban đầu của giải đấu gần như đã được sắp xếp vừa vặn nhất có thể để phục vụ các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã sớm bị phá sản khi trái bóng V-League mới chỉ được lăn 2 vòng trọn vẹn. Tất nhiên, bóng đá chỉ trở lại khi cộng đồng đã an toàn. Chúng ta đều mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để trở lại. Nhưng đối diện với những người làm bóng đá Việt Nam trong năm Tân Sửu sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.